Trước hân nước cất, Hương Giang chặt gọn từ kỳ duyên tới khách mời, một tay che cả bầu trời. Phản biện sắc sảo khi bị chê không đủ trình độ ngồi ghế nóng. Với một cuộc thi người mẫu chuyên nghiệp như siêu mẫu Việt Nam, huấn luyện viên thường sẽ là những chân dài kỳ cựu, vì lẽ đó Hương Giang được cho là không đủ trình độ chuyên môn để ngồi ghế nóng. Bị nghi ngờ về khả năng thị phạm, hoa hậu chuyển giới đáp trả khôn ngoan, đâu phải siêu mẫu là sẽ huấn luyện ra siêu mẫu. Tại sao có những người thầy rất mạo thấp, thậm chí là đàn ông, nhưng họ vẫn huấn luyện ra những chân dài cách quốc siêu đẳng? Tôi không phải siêu mẫu, tôi chỉ là người tạo ra siêu mẫu. Tôi có đủ sự tính toán, tham vọng, cũng như nỗ lực để tìm ra một siêu mẫu cho chương trình này. Nói được, làm được, Hương Giang được khen ngợi qua 4 tập thi đã lên sóng, giành chiến thắng trọn vẹn trước team đối thủ kỳ duyên. Mỹ nhân chuyển giới là huấn luyện viên rất chịu khó lăn xả và gây sức hút với khả năng thị phạm tuyệt đối. Không tiếc lời chặt chém kỳ duyên, ghế nóng đúng nghĩa nóng khi cặp huấn luyện viên Hương Giang kỳ duyên thường xuyên phát ngôn động chạm lẫn nhau. Tuy nhiên, nhờ khả năng ứng biến nhanh nhạy mà mỹ nhân chuyển giới nhiều lần ở vị trí thượng phong trong những cuộc tranh luận. Để diêu dụ thí sinh Bùi Quỳnh Hoa có xuất phát điểm là hoa hậu, Hương Giang không ngại động chạm tới kỳ duyên, cô nói: "Cả ba chúng ta đều là hoa hậu trước, sau đó mới chuyển hướng làm thời trang, nhưng nếu kỳ duyên phải mất nhiều năm để làm được chuyện đó thì chị chỉ mất có 5 tháng để được ngồi ở đây." Với lý lẽ sắc sảo, Hương Giang không chỉ thâu tóm được Bùi Quỳnh Hoa mà còn hầu hết thí sinh mạnh tại cuộc thi về đội của mình. Lần khác, hoa hậu chuyển giới được khen ngợi thông minh khi đi khiêu khích kỳ duyên, huấn luyện viên thua cuộc trong thử thách chụp hình. Trước mặt đối thủ, cô thẳng thắn chỉ ra hạn chế là chưa thực hiện tốt vai trò người truyền lửa, thiếu lăng xả khi huấn luyện thí sinh. Hương Giang còn chê các học trò của kỳ duyên đơ như robot và tuyên lời thách thức: "Hôm nay chị Giang ở đây thách thức các em và huấn luyện viên của các em, ngày mai đừng để huấn luyện viên của các em phải khóc, phải chiến đấu làm sao để đương đầu với team chị." Lời nói của Hương Giang có thể gây ức chế cho kỳ duyên cũng như các học trò, tuy nhiên ở một phương diện nào đó thì sự khiêu chiến của hoa hậu chuyển giới lại là đòn bẩy sốc lại tinh thần thi đấu uể oải của phe đối thủ. Đối đáp khôn ngoan khi gặp phải oan gia ngõ hẹp, cuộc gặp gỡ của Hương Giang và giám khảo khách mời Hà Duy trên ghế nóng siêu mẫu Việt Nam 2018 là điều không ai ngờ tới. Đúng như dự đoán, cặp đôi oan gia ngõ hẹp đào sới lại scandal vedette cách đây 2 tháng trước. Trước khi Hà Duy chọn thí sinh làm first face và vedette cho bộ sưu tập của mình, Hương Giang bất ngờ lên tiếng, cho phép Giang được cắt lời anh Hà Duy. Khi anh chọn first face và vedette có nghĩa là họ thực sự phù hợp với tinh thần bộ sưu tập của anh. Hơn nữa, vedette và first face là những cái tên bảo chứng cho tầm vóc của show diễn đó. Giang muốn hỏi, theo quan điểm của anh Hà Duy, vedette có nên được check hair hay không? Có thể thấy Hương Giang chủ động nhắc đến lùm xùm làm vedette cho show diễn 30 tháng 6 của nhà thiết kế Hà Duy. Lúc đó cô ngồi chờ trong hậu trường và không được ai trong ekip đến thông báo lượt diễn, dẫn tới chuyện bỏ lỡ cơ hội xuất hiện trên sàn catwalk. Sau sự cố, hai bên đã xảy ra cuộc chiến trên các phương tiện truyền thông. Hà Duy chỉ trích người đẹp chuyển giới là ngôi sao mới nổi thiếu ý thức, thiếu chuyên nghiệp, cho rằng việc đổ lỗi cho ekip là sai. Hà Duy yêu cầu cô phải xin lỗi. Trả lời với câu hỏi vedette có nên được take care hay không của Hương Giang trên ghế nóng, có lẽ vì quên giữa mình và hoa hậu chuyển giới từng xảy ra lùm xùm, Hà Duy dõng dạc trả lời: "Luôn luôn phải có người nhắc nhở, luôn luôn phải có người take care." Tuy nhiên, phát ngôn của anh được fan Hương Giang cho là bức nhất so với cách làm việc trong show diễn trước đó. Lúc này, nhiều người phải nể Hương Giang vì đặt ra câu hỏi hết sức khôn ngoan. Kiều Minh Tuấn đưa các phượng về quê ăn bữa cơm gia đình sau loạt tin đồn rạn nứt đường ai nấy đi. Những hình ảnh của các phượng chia sẻ trên trang cá nhân cũng thay cho lời đáp trả thuyết phục nhất giữa tin đồn rạn nứt tình cảm đang gây xôn xao dư luận thời gian qua. Có lẽ những ngày vừa qua, nghi vấn chuyện tình hơn 10 năm của các phượng Kiều Minh Tuấn gặp trục trặc đã khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Thế nhưng mới đây, trên trang cá nhân của mình, các phượng khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh cô cùng Kiều Minh Tuấn có bữa ăn thân mật cùng gia đình tại quê của cô. Trong bức ảnh được đăng tải, các phượng vui vẻ: "Bạc Liêu quê hương tôi, bữa cơm trưa ở quê sao mà ngon ngọt ấm áp lạ, thiếu chị mẹ ngang chị mẹ hương sen, cha ngồi một mình hơi buồn á." Kiều Minh Tuấn và các phượng xung vầy cùng gia đình tại quê hương nữ nghệ sĩ. Chính những hình ảnh này đã đập tan tin đồn đường ai nấy đi, gây xôn xao dư luận thời gian qua. Trong hình ảnh bữa cơm trưa tại quê, Kiều Minh Tuấn các phượng vẫn dành cho nhau những hành động gần gũi thân mật. Cả hai ngồi cạnh nhau và liên tục mỉm cười rạng rỡ trong những tấm ảnh kỷ niệm. Kiều Minh Tuấn còn nhận được sự chú ý của nhiều người khi anh vui vẻ bình luận vào bức ảnh được các phượng đăng tải. Rồi quên mua năng luôn, rớt nước mắt. Nam diễn viên còn vui vẻ không ngại bình luận vào bức ảnh chụp cùng gia đình các phượng.
Cô còn cho biết cả hai về quê từ chiều ngày 8 tháng 9. Động thái mới này của các Phượng khiến fan hâm mộ của cặp đôi thở phào nhẹ nhõm và phần nào an tâm vì những tin đồn rạn nứt dạo gần đây. Một tài khoản còn bình luận, phải công nhận là chị để tóc này hợp mà trẻ lắm luôn đó ạ. Và điều quan trọng là anh chị rất đẹp đôi. Em yêu quý anh chị quá xá luôn đi, gia đình đoàn tụ vui quá chế. Thời gian vừa qua, lộ tin đồn các Phượng Kiều Minh Tuấn chia tay đúng thời điểm nam diễn viên đóng phim cùng An Nguy. Thậm chí những hình ảnh An Nguy cùng Kiều Minh Tuấn vui vẻ bên nhau, người hâm mộ còn có tin đồn rằng anh đã yêu An Nguy, bỏ rơi các Phượng. Trước đó đã nhiều lần các Phượng lên tiếng phủ nhận chuyện chia tay, nhưng một số người hâm mộ vẫn khá nghi ngờ. Qua những hình ảnh này chắc chắn fan sẽ yên tâm hơn khi các Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn rất hạnh phúc. Nói tiếng Pháp cường điệu hóa, Hồ Ngọc Hà bị cư dân mạng chửi mang tiếng con lai. Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà luôn là cái tên nóng trên các diễn đàn. Chỉ nói một câu chào tiếng Pháp thôi, cô lại tiếp tục là tâm điểm của cuộc tranh cãi nảy lửa. Được gọi là bông hồng lai nổi tiếng showbiz Việt, Hồ Ngọc Hà luôn biết cách thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Có lúc lại trầm trồ bởi nhan sắc nổi trội lộng lẫy về body nóng bỏng, không tì vết. Khi thì về những dự án âm nhạc, Hồ Ngọc Hà ngoài ra còn gắn liền với nhiều scandal ồn ào, từ nữ hoàng giải trí tới nữ hoàng thị phi, Hà Hồ bị soi mọi nhất cử nhất động. Mới đây vừa khiến dân tình mãn nhãn bởi hình ảnh đẹp khí chất tại Pháp, mỹ nhân này lại tiếp tục gây bão tranh luận sau khi đăng tải đoạn story ngắn nói Bonjour. Dịch là xin chào, phỏng vẻ một tiếng chào nhưng lại khiến dư luận tranh luận sôi nổi. Xôn xao để phân định về trình độ ngoại ngữ của cô. Hồ Ngọc Hà vốn được biết đến là người Việt lai Pháp, bố cô là người mang hai dòng máu Pháp Việt. Ngay sau khi đăng tải clip này lên mạng xã hội, nữ ca sĩ cả một trời thương nhớ nhận được phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Tiếng Pháp từ A và âm mũi là khó phát âm. Nổi tiếng thông minh và tài giỏi như Hồ Ngọc Hà xem ra cũng không qua được cửa ải này. Một số bình luận chê bai khả năng nói tiếng Pháp của Hồ Ngọc Hà. Hai mươi hai tuổi, hoa hậu Kỳ Duyên giàu cỡ nào, kiếm tiền bạc tỷ từ đâu? Kỳ Duyên khiến nhiều người tò mò khi thường xuyên diện váy áo hàng hiệu tiền tỷ mỗi khi dự sự kiện. Sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, ở tuổi 22, Kỳ Duyên đã sở hữu trong tay căn hộ riêng, xế hộp bạc tỷ. Từ một hoa hậu bị gán với nhiều thị phi, người đẹp Nam Định đã lột xác trở thành một trong những hoa hậu được khán giả yêu mến. Sau thành công ở game show Khi đàn ông mang bầu, mới đây Kỳ Duyên lại tiếp tục cầm trịch làm huấn luyện viên chương trình thực tế siêu mẫu Việt Nam 2018. Chỉ tính riêng trong mùa làm huấn luyện viên siêu mẫu Việt Nam, Kỳ Duyên đã chi cả chục tỷ đồng vào váy áo hàng hiệu. Vốn là tay chơi hàng hiệu từ khi mới đăng quang Hoa hậu năm 2014, song đạt tới đẳng cấp như hiện tại, người đẹp sinh năm 1996 khiến nhiều người tò mò hơn về cô. Không ít khán giả đặt ra câu hỏi Kỳ Duyên kiếm tiền từ đâu để chi mạnh tay cho hàng hiệu đắt đỏ, chỉ để xuất hiện trên sóng truyền hình khi làm huấn luyện viên một chương trình người mẫu. Sau nhiều năm nỗ lực, Kỳ Duyên đã phá bỏ hình ảnh hoa hậu thị phi nhất trong mắt người hâm mộ. Cô gây thiện cảm với khán giả khi làm huấn luyện viên các chương trình thực tế về người mẫu hay không ngại lan xả, trải nghiệm thử thách làm mẹ trong khi đàn ông mang bầu. Vài năm trở lại đây, Kỳ Duyên còn trở thành hoa hậu đắt xô dự sự kiện với giá cát xê cao ngất và tần suất liên tục dày đặc. Bên cạnh đó, cô còn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo bạc tỷ. Bên cạnh việc xây dựng lại hình ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2014 còn đảm nhận thêm vai trò người mẫu và thường xuyên xuất hiện trên sàn các quốc. Đặc biệt, Kỳ Duyên nhiều lần được giữ vai trò vedette trong các show trình diễn thời trang. Ngoài nguồn thu từ những lần dự sự kiện quảng cáo, làm mẫu, nàng hậu 22 tuổi còn nhận lời làm đại diện hình ảnh cho các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Kỳ Duyên trổ tài các quốc trong một show trình diễn mới đây nhất. Theo tiết lộ của các quản lý hoa hậu trong giới, mức cát xê trung bình đi dự sự kiện của các hoa hậu Việt Nam dao động từ 2 đến 3 nghìn đô, tương đương trên 40 triệu đồng đến hơn 60 triệu đồng và tùy thuộc vào độ nổi tiếng của các người đẹp ở những thời điểm khác nhau. Quản lý của một ngôi sao hạng A từng cho biết, nếu diễn cho các nhà thiết kế thân thiết thì các celeb không lấy tiền hoặc nhà thiết kế gửi mức tượng trưng, còn thông thường mức giá để một celeb diễn cho thương hiệu mang tính thương mại có thể dao động từ 10 triệu trở lên, kèm theo quà hoặc các quyền lợi đi kèm. Chia sẻ với chúng tôi, quản lý Hoa hậu Kỳ Duyên cho hay, cát xê Kỳ Duyên diễn cho các nhà thiết kế thân thiết hiện tại đã cao hơn con số này, nhưng đa phần là hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau là chính. Còn riêng việc đi show hay quảng cáo trình diễn cho các nhãn hàng,
thương hiệu có tiếng, cách xê của Kỳ Duyên trên dưới 100 triệu đồng. Với mức thu nhập trên, việc Kỳ Duyên liên tục xuất hiện với các váy áo hàng hiệu đắt đỏ là điều dễ hiểu. Sắp tới, Hoa hậu Kiều Duyên sẽ tham dự Paris Fashion Week 2018. Tuần lễ thời trang này sẽ diễn ra từ 25 tháng 9 tới ngày 3 tháng 10. Đại diện của Hoa hậu cho hay, cô sẽ tự chi trả chi phí cho trang phục. Dù Kỳ Duyên được các hàng hiệu chi nhánh ở Việt Nam tài trợ trang phục, nhưng do không hợp với hình tượng phong cách đang xây dựng, nên cô đã từ chối. Hai năm trước, Kỳ Duyên đã sắm được nhà riêng tiền tỷ khi mới 20 tuổi. Căn nhà được mua từ số tiền mà cô tích góp và có hỗ trợ một phần từ cha mẹ. Ngoài căn hộ siêu sang, cô cũng sở hữu xế hộp riêng để dễ dàng di chuyển. Trên trang cá nhân, hiếm hoi lắm người hâm mộ mới thấy cô khoe ảnh nội thất siêu xe. Hoa hậu Việt Nam 2014 khoe khéo xách đồ hàng hiệu bạc tỷ khi đi dạo phố. Phùng Ngọc Huy bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc ủng hộ Mai Phương tại Mỹ. Mới đây, Phùng Ngọc Huy cùng nhiều nghệ sĩ khác đã có mặt trong đêm nhạc kêu quỹ ủng hộ nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương. Chia sẻ trên Facebook cá nhân, diễn viên Minh Luân vui mừng thông báo đến đông đảo khán giả về thành công của đêm nhạc gây quỹ, giúp đỡ hai nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương. Minh Luân đăng tải chi tiết danh sách các mạnh thường quân và nhiều nghệ sĩ quyên góp cùng một dòng trạng thái dài. Chuyện là hôm qua tổ chức show ở Isago gây quỹ giúp đỡ hai nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương đã thành công ngoài mong đợi với số tiền là 10.640 đô và 3.380 đô, Milo bán CD 3 show khác, được 14.020 đô và trước đó Minh Luân đã quyên góp được 4.000 đô gửi về nữa là tổng cộng 18.020 đô. Thật là vui quá xá. Sau ngày Minh Luân về đến Việt Nam sẽ trao số tiền đến tận tay hai nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương. Đặc biệt, Phùng Ngọc Huy, người yêu cũ của Mai Phương cũng xuất hiện trong đêm nhạc gây quỹ. Có thể nhận thấy dù ở nước ngoài xa xôi, không thể về thăm bạn gái cũ, nhưng Phùng Ngọc Huy vẫn dành sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ Mai Phương tại Mỹ. Nam ca sĩ đã thể hiện nhiều ca khúc đêm diễn để kêu gọi ủng hộ cho Mai Phương. Theo chia sẻ của Minh Luân, đêm nhạc gây quỹ quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như siêu mẫu MC Đức Tiến, Gypsy Phương Trinh, nghệ sĩ Hồng Loan, con gái nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, MC Bảo Châu. Khôi Nguyên, Trey Phi, con trai nghệ sĩ Hồng Vân, cùng diễn viên Minh Luân cũng có mặt trong đêm nhạc. Diễn viên Minh Luân, ca sĩ Quách Tuấn Du và người mẫu Đức Tiến.